Xin kiến là phát thực thì sau khi tìm hiểu thì Sư Minh Chiến xin chào cả nhà. Tiếp lên sáng nay thì gặp Sư Minh Chiến đang ở nghĩa trang. Sư Minh Chiến giai đoạn này thì vừa bộ hành cũng đang gặp khó khăn thì Sư Minh Chiến sẽ về quê của mình. Sư ở Bình Dương nha cả nhà. Mọi người sẽ chúc sư thật sức khỏe. Quê Bình Dương. Ủa sao sư nói tâm hóa về Bình Dương? Gốc gốc tâm hóa quê Bình Dương. Bây giờ các chị em sẽ đồng hành cùng sư ra cái nghĩa trang này và đón sư cho sư về về quê quê ở Bình Dương nha cả nhà mình. Trước mặt cả nhà mình sư Minh Chiến. Anh em mình sẽ chuyển sư tới bến xe nha mọi người. Mình cuối cùng anh em sẽ đưa sư tới bến xe. Sư Minh Chiến này đi xuống là sư Minh Tuệ hả sư nhỉ? Đúng rồi. Đi từ lúc mà tăng đoàn còn có mới có 12 người là sư đã đi cùng rồi. Như vậy là mình sẽ đưa sư tới bến xe nha mọi người. Cả nhà mình hãy chúc sư Minh Chiến thật nhiều sức khỏe nha. Rồi mọi người sẽ mình sẽ cập nhật tiếp tục cái bộ hành của sư Minh Chiến. Dạ, quân bây giờ đây là ví dụ như quân ngồi ở đây là đang bán giả, còn ngồi kết giả đây, giờ mình ngồi thế này là cũng gọi là kết giả đây. Cái này là kết giả. Thì vẫn ngồi được cả tiếng mấy tiếng, nhưng mà ví dụ ban đêm thì mình ngồi như thế thì an trú thôi. À, dạ thưa sư, trong cái thời gian mà sư cùng đi với tăng đoàn sư Minh Tuệ thì sư Minh Tuệ là ngủ ngồi cả đêm luôn hay sao? Dạ. Còn cách thường tệ của mét 2 mét thì nó còn chứng kiến việc đó đúng. Sư Minh Tệ là người thực hiện hạnh miên mãn luôn. Yeah. Không sai một chút ít. Yeah. Bởi vì những người không theo Minh Tệ thì không biết được. Yeah. Còn con là người thực xác thực hạnh của sư thì kể cả buổi chiều sư cũng có uống nước đâu. Yeah. Ta đi đường mà xem sư bưng một cái bình bát thì không đảo bên này đảo bên kia. Yeah. Sư đi là thì sư đứng thì đứng, sư nó hoàn tiền thì sư đã tập đến cái giai đoạn tột cùng rồi. Yeah. Bây giờ sư cứ ngồi trên núi cứ đến cả năm sư cứ bình thường cứ an trú được. Yeah. Còn nếu như bọn quân tu tập mà mọi người tu tập cái hạnh chứ đâu ngồi trên núi nó khó. Yeah. Nó chỉ được mấy tháng thôi, phải đi khất thực, phải đi hành để học cái bên ngoài để xem cái những cái sự việc. Yeah. Rồi có những người chửi mắng, có những người ta còn hắt nước, còn ông rồi người ta còn hắt nước vào người đang ngồi thỏa thực đấy, nhưng mà thôi cái việc đấy thì chuyện mình nhân duyên nhân quả thì kệ nó, mình cũng sân si làm chi cả, đi tu thì biết tu, chứ còn người ta có đánh có chửi cũng bình thường thôi, chẳng sao. Yeah. Cả. Thế nên là bây giờ đi mà cứ tập trung đông lên là cái tâm mình đang sợ hãi. Dạ. Lo lắng không sư? Cứ đi và không vào nghĩa địa làm 2-3 người hoặc đến núi 2-3 người, cái tâm mình đang sợ hãi. Như ngày xưa như Đức Phật, tất cả người ta đi tu người ta đều chia nhau như người nơi 2-3 người ta đi khắp nơi. Có những tăng đoàn mấy chục năm mới gặp lại nhau. Yeah. Ngày Đức Phật đi tu thì nó nhiều tăng đoàn, có hàng mấy nghìn, hàng mấy trăm, nhiều tăng đoàn lắm. Sư vẫn ăn một ngày một bữa hay sao? Là con ăn một ngày bữa. Dạ. Thì ăn xong thì khất thực từ sáng, có gì ăn cái đó. Cái hôm cũng đi mấy sư mới thì
người ta cũng chưa quen, cho nên là lấy chua. Lấy chua cái gì thì mình cái chua cái gì thì mình ăn cái đó. Lấy chua bánh mì cái gì thì đây cả nhà, đây là cái nồi cơm của sư để đi sắp chọn này cả nhà. Sáng giờ chưa đi khất thực chưa hay là trên núi chưa? Dạ con đã khất thực rồi, con xuống khất thực rồi. Sư thọ thực xong chưa? Dạ con thực thực xong dạ. Rồi. Đi dọc đường thì người ta cũng vừa ngày xưa vẫn nhận nước uống đấy nha. Dạ nước dạ, uống. Còn đồ ăn thì thôi ha. Dạ không. Dạ thưa quý sư, là trong cái thời gian mà sư Minh Tuệ ở Khánh Hòa thì sư ở đây thì sư cũng có cái mong muốn là được một lần gặp sư Minh Tuệ tại đây không sư? Thực sự ra là cái mong muốn thì là cũng rất là mong muốn gặp sư Minh Tuệ, nhưng có điều bây giờ lúc này cũng không nên làm phiền sư Minh Tuệ. Dạ. Bởi vì thứ nhất là sư thì không sao cả, mà giờ chính quyền người ta luôn lắng thêm. Dạ. Yeah. Tôi đang lắng thêm thì bất cứ bây giờ nó có đang nhiều cái mà nó đang nhà nước người ta đang làm việc những cái việc này thì trong cái việc an ninh những cái tôn giáo. Yeah. Cái tôn giáo thì bọn con đi tu thì cũng không muốn làm phiền, để cái thời gian nào có hữu duyên là tự nhiên gặp nhau là cái tốt, chứ mình cũng không có mong mỗi gì được gặp. Thì đi biết được đi rồi, bây giờ thực sự đi Minh Tuệ, đi thầy Minh Tuệ thì thầy cũng có truyền pháp truyền giáo cho thầy, cũng có nói giữ giới mà tu hành thì cũng có rồi, thì chờ mình tư giữ giới tu hành. Yeah. Còn nếu mà khó khăn có thì chính quyền khó khăn có thì người giới tu hành thì đây giờ là về quê tu hành thôi, chẳng biết sao. Với cô sư đây là ở Quảng Bình hả sư? Dạ. Sư Thanh Hóa. Dạ con Thanh Hóa. Dạ. Dạ thưa sư, thì theo con nghĩ của cá nhân con thì sư và sư Minh Tuệ cùng với một số sư trong tăng đoàn sau khi đã đi pháp thuật với nhau trong một thời gian dài thì có thể là mình có một cái sự thời gian cách cảm, thì sư có nghĩ vấn đề đó không? Cũng có, nhưng mà sư không nghĩ cái chuyện đó. Chẳng qua là mấy cái người như các cái sư ví dụ như là người ta tu người ta còn đang tả kín. Yeah. Thì người ta còn đang giữ giới, sư không nghĩ cái chuyện đó. Sư là người sống bình đẳng, còn những người đi theo thì tu tập chơi đầu nữa, đôi khi còn đang cái tà kín, nhưng còn đang còn như là cố chấp cái chuyện nào chuyện khác, còn đang gần ngồi gần sư ấy, không ngồi gần sư. Người mới đi thì chưa giữ giới, chưa nên ngồi gần sư, còn người đi lâu rồi gần sư nữa, cái đó là cái tà kín thôi. Thằng con là cái sư đẹp. Còn những người thì những người trong đoàn thì sư biết, ví dụ như là ai những người dẫn đầu mà đi thì không có để cho ngoài này phỏng vấn thì để cho đi, ví dụ như Minh Chí cho đi, chứ còn ví dụ như